rất chuẩn chỉ. Đang cần tiền nữa. À thôi, thực ra là ai cũng đang cần tiền cả thôi. Chỉ Chí Mạnh, nhưng mà sự quyết tâm thường là dễ được đổ đáp lắm, đền đáp lắm. Mồm xẻ toàn tiền thế. EIC và 98 chọn cầm ấy mình nghĩ là 98, mình tưởng là 98 sẽ thích AC hơn cơ. Thật ra tầm này lại vẫn chọn IA. Chuyên mệnh cầm AC thì khả năng là chuyên mệnh thích rồi. Ừng luôn chứ lại. Ok anh Kim ơi, ngày mai anh em nhớ lịch xem trận chung kết nhá, vào lúc 19 giờ sẽ được diễn ra ở quán nhậu tự do, địa chỉ là 68 Láng Thượng. Anh em nào ở gần đấy hoặc là sắp xếp được thời gian thì có thể qua trực tiếp xem chung kết, xem thao tác tay của hai game thủ và xem trao giải luôn nhá. Ia cho chắc bài á, anh nói hơi ngược thì phải, cầm AC mới là chắc bài hơn. Cơ bản cái kèo này là một kèo kèo cân rồi, nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào sở thích và lối đánh của từng game thủ. EIC mỗi quân sẽ có một cái lợi thế riêng. À, chào anh Phạm Tiến nhá. Hello anh Tiến Ritman, chủ tịch Ritman. Mai anh Tiến chắc chắn sẽ có mặt rồi. Thậm chí mai khả năng mình phải rủ anh Tiến đi ăn trưa từ sớm để cùng đón chờ buổi tối diễn ra trận chung kết và trao giải. Ok, mai có chưa anh? Mai sẽ có tất cả các game thủ tham gia giải league anh em nhé. Em sẽ bình luận dễ thương quá à. Ôi thế rồi, vừa nói đến từ dễ thương xong thì lại thấy chết một dân anh em ạ. Xin chào anh Đặng Dũng Tuyến nhá. Thôi thực ra mình chất giọng của mình bình luận nó không được mắc binh lắm anh em ạ. Nhưng mà đôi khi là giao lưu với anh em một chút, phân tích một tí chiến thuật này, chào hỏi anh em mấy câu. Xin chào anh trai họ Nguyễn nhá. 98 sao không chọn thể loại xe trước hay không được chọn? Được chọn thể loại xe trước nhưng mà 98 không chọn anh ạ. 98 quyết định là đánh EIC trước. Có vẻ như là 98 ấy đập được đập. Đúng rồi, được chưa? 98 hơi e dè pha đấy anh em ạ. Xin chào tất cả anh em đang xem nhá. Ôi, nhưng mà trận này chúng ta cùng để ý với lượng thực của 98 mới có hơn 600 anh em ạ. Gỗ thì gần đủ rồi, nhưng mà thực à đây rồi, dồn lên 700 rồi. 25 dân mà kích 11, càng đấy. Kích này là kích hơi muộn. Kích hơi muộn đấy nhá. 1108. À bên kia họ bây giờ mới đóng nhà điều kiện thôi. Vậy là AC cũng kích trong khoảng 11:30, không hề sớm. Được. Ok, Hải Mario của tôi đâu? Hải của anh đây rồi. Vâng, cùng quay trở lại với trận đấu này và Mệnh đang muốn bo cái khu vực nhà BL của game thủ Vimilu 98 để đập luôn con giò. Ok đi. Rồi, thoát con giò ra rồi. Chúng ta có thể xây cái e vào đây nữa để tránh bị nhốt. Cầm ra ngựa giò, ít nhất là giữ được ngựa giò này anh em ạ. Có tê luôn tới từ game thủ Vimilu 97. Và đây là một quả đoạn. Ây à, lực nó khỏe đấy anh em này. 2L đến từ 98. Bây giờ phải ken làm sao để không bị bo cái BL kia. L2 đã thiết kế xong. Đấy rồi. Như vậy là đã đóng thành công được 2L đến từ 98 rồi. Và đây là dân của game thủ Vimilu 97. Ăn được một dân. Rồi bạn chắc chắn sẽ bo một cái BL đầu 98 rồi. Mất giò luôn. Ây, giạt thế nhở. Đúng là top 1 đánh nhau các bạn có thể thấy. Hở ra cái chết luôn. BG chắc là phải đen BL này rồi. Để xem là 98 sẽ có một bài như nào. Cái gì đây? Xin con giò mới. Và nó bo tròn BL lại luôn anh em ạ. Ghê nhờ. Mệnh đang rất là khó chịu trong trận đấu này. Với những con bo bế của mình. Và con bo lòng vòng này hay nửa vầng trăng à.
Đây dân rồi bạn đây. Bọn bạn có bo một cái nhà BA kìa, BA móng BA kìa, móng BA kìa. Không kịp rồi. Có T đẩy nhà ra luôn. Nó xiên được thêm 2 dân nữa chứ ví dụ Vitamin U98. Bọn bạn đang đóng được 1 BA. Đây thoát được con chém này ra rồi. Thoát chưa? Ờ chưa. Thoát rồi nhưng mà đang muốn chém E để có thể căng ngang sang bên kia ở đây rồi. Đã nhìn thấy dân ăn hoàng đối phương nhá. Rồi. Bài mệnh cũng đến khá muộn thôi. Và chị Tám đang phát hiện ra dân ăn hoàng đối phương để có thể chém và giải thoát hai con chém bên sang mặt này. Đối phương mới chỉ đóng có 2 BA thôi và đây là bài bo nhỏ. Kiểu ăn hoàng loang quang. Hay ha. Bỏ gỗ này thì chúng ta chém nổi móng BA kia là chúng ta có thể đưa quân vào khi mà đen BB đi. Đây, vẫn còn những mỏ quả để chị Tám có thể khai thác và vẫn đang ăn đều. Chém vẫn đang sắp đều. Và đang giải quân đi bắt. Đây là mỏ gỗ đôi bạn đã bắt đầu bị đi vào. Đôi bạn lại là dân ăn hoàng đôi voi kia. Ở đây nó con voi. Đấy, anh thấy dân chạy lên đấy thôi. Chém luôn. Đây cũng là đối phương bỏ gỗ này hở thôi. Và ở đây thôi. Rất nhiều cái cần phải căn chỉnh cho 98, nâng cấp cả đào vàng luôn. Đây cung đờ đối phương. Tham lai đang số là 30 nhưng 98 tiếp tục là con cung đờ nữa. Đội bạn đã đóng được cái nhà A này. Đây, chưa quản đồ con xác con voi kia. Vừa có dân chạy qua mặt đó thì phải, tôi đã nhìn thấy bóng. Tham lai 31, đóng cái E không. Bài 98 vẫn đang chém rất là hiệu quả anh em. Bệnh cũng nói chung là cũng loằng ngoằng lắm rồi. Nói thật các bạn, bị chém cho ôi rồi ôi luôn rồi đây. Dân trên đường sẽ oh yeah, oh yeah, nó đây rồi, chạy đi. 4 cung đờ các bạn đã đẩy lên và chúng ta đã nhìn thấy cái gì đó. Các bạn có thể nhìn thấy các bạn là có bóng dân các bạn chạy qua mỏ quả này mà. Cung đờ mệnh đang rất là lẻ tẻ. 4 con đi rỉa rồi bị chém chết 2 con. Mỏ quả ra đã ăn hết luôn, đi ăn mỏ quả khác. Nhưng mệnh đã phát hiện ra, đóng BN ăn luôn đấy mày. Đóng BN ăn luôn đấy, ở không có gỗ. Hết gỗ, đen BB không vào được rồi. Nhưng mà đối phương đã bo một lớp BN bên trong. Chỉ đám nó hết gỗ, cả bên đuôi 400 với 5 số 5 đã donate cho cái buổi tham gia giải đấu lần này. Đây là cung đờ đội bạn vẫn dò rồi. Và mỏ gỗ này mệnh cũng chạy rồi. Chạy hết rồi, đen hết A của đội bạn rồi. Có một cái BA nữa thôi. Xem nhà chính đội bạn ở đâu. Tham lai 98 là 32 và đang đi tìm. Mệnh trốn đâu rồi? Chưa nghe thấy gì ô gì hả? Hello hello anh em, đây rồi. Đây nhà đối phương và 98 có thêm con giò mới. Đã đủ gỗ để có thể cơ cấu một cái BS hoặc một BG nào đó ăn hoang. Nhưng mà quan trọng là phải thấy đồ. 98 đang ăn gỗ, làm hai ruộng. Ok. Đây cung đờ bạn đến rồi. Đây hồi gặp 6 rồi. Rồi. Không, nó chạy luôn rồi, tỉnh thế. Chưa chém đã chạy rồi anh em ạ. Cũng là mấy anh em top 1 thính thật sự luôn. Cảm giác hở ra cái là ôm dân bỏ chạy luôn. Bây giờ là dân đội bạn đang nhông kèn trên bản đồ. Và tham lai 98 là 34. Em đang cực kỳ cố gắng để có thể hạ sát truy bệnh trong trận đấu này. Trận đấu đầu tiên trong kèo ACIA để lấy lại lợi thế về mặt tinh thần sau khi thất bại trong trận chung kết nội dung solo random. Có thêm cung đờ tech và dụng chính. Đây cung đờ bạn đây phay luôn lại mất con giò nữa. Không sao thực chúng ta làm được. Có 75 thịt một con giò thôi. Thích đẻ con nữa. Rồi lại chém được cung đờ đội bạn rồi. Dần đâu rồi. Rồi chém thêm con cung đờ nữa rồi. Vậy sẽ phải đóng A chỗ khác mà tôi đang chưa biết là đóng A ở đâu. Tiếp tục đi tìm. Tham lai 3x đến từ 98 cơ. Thêm những chiếc dụng mới rồi. Rồi tìm nốt mặt 6 giờ và mặt 9 giờ này. Ok, đang định cung hốc 3-7 là quá nét đến từ 98. Hay rồi, một quả này chắc chắn là bạn đang bú. Ở nhà, rồi không dám vào. Ở sau sau đấy có một quả đấy em. Trong sau cái chỗ đấy 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 đấy. Đây, bo vào em quả đấy sao đấy. À, cái chỗ này là phải thả chém ở đây nhá, không được bỏ chém nó ra. Đã phát hiện ra hốc của mà chưa phải lao vào. Và 98 đã giải quyết luôn, bây giờ thì bền ruộng nhà và ngựa chém sẽ xong rất đều anh em ạ. Hay hơn xem chung kết hơi lệch. Đâu? Anh đã xem chung kết đâu biết. Anh đừng điêu. Đấy. Khẽ thôi. Bè. Oh yeah. Chém vào ô thề luôn. Rồi. 1-0 cho 98. Vài xấu nhưng mà yêu quần. May quá vẫn ấu thề anh em ạ. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi. Được. Sộc lại tinh thần ngay. Chém cho biết như thế nào lễ hội ngày. Mệnh chắc chắn sẽ chọn AC tiếp. 98 tiếp lại cầm IA phay tiếp. Rồi sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Trận đấu thứ hai ngay sau đây anh em ơi. Oh yeah. Quán nhậu tự do, ta tự do trong thế giới của ta.
Quán nhậu Tự Do là hệ thống quán nhậu với 16 cơ sở vô cùng nổi tiếng trong giới xanh ăn Hà Thành, với đa dạng không gian từ sân vườn, sân thượng cho đến trong nhà và phòng VIP riêng tư. Thực đơn thì hơn 300 món từ các đầu bếp lành nghề, đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. Quán nhậu Tự Do thực tình đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng như gặp mặt bạn bè, liên hoan, sinh nhật hay xem bóng đá tới quê. Cùng với tinh thần tự do không giới hạn, quán nhậu Tự Do mang đến sứ mệnh giúp khách hàng có những giây phút thư giãn và thoải mái giữa cuộc sống bộn bề. Rồi, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Vâng, như vậy là Mạnh cầm ok. Thế thì AC luôn. Tôi nói thật với bạn, tầm này nha, ai sợ thì đi về. Phong cách. Rồi, phong cách. Đá bóng đi dò thôi. Rồi, chắc chắn là bài khung rồi. Bài này mà không khung được nhà thì chỉ có thể là bìm. Quả đầu đây, hiêu đầu đây, quả đầu. Ui giời ơi, nó lại thẳng chứ. Có mỏ đá để kê. Sinh ra là giành chiến thắng trận đấu này rồi anh em ạ. Map này sinh ra giành chiến thắng rồi. Tỷ số sẽ 2-0 anh em ơi. Anh em nào ở dưới thì nhảy mạnh lên. Anh em nào sợ thì đi về. Phong cách. Anh em biết được này không? Thôi, thật với anh em chứ. Chế tôi hơi ngu tí nhưng liên minh huyền thoại tôi hơi bị khôn. Mà vòng đi dò. Rồi, mắc bình rồi. Bài này mà thua thì đúng là chỉ có thể là bịp. Tôi nói thật các bạn luôn. Anh em nào đứng dưới nhảy mạnh lên cái. Phong cách. Đùa bên hiệu này về. Chắc chắn tỷ số sẽ là 2098 anh em nhá. Tôi nói thật các bạn luôn. Thế cho nó nhanh. Chào anh Phạm Văn Khoan nhá. À, anh này chắc chắn là bạn anh đá rồi. Khoan đá. Đùa bên hiệu này về. Yêu 4 bài thiếu đúng 1 đồ rồi. Bài này căng từ cái rừng đến sát mấy bản đồ luôn cho nó mát. Vào hộ cái. Căng nhà bằng BE, có BE ở bên trong. Chém đi thoải mái. Dân sửa cung đờ đứng trong bắn chiêu chiêu. Đỡ hộ tôi cái đúng không anh em. Bây giờ mà xuống 6 giờ sát mấy bản đồ có thêm cái rừng nữa thì ngon. Căng được giữa cái rừng thì không phải nghĩ. Chào anh Bùi Minh Đức nhá. Chào anh Bùi Store VN. Ồ, có vực. Có sư tử nữa. Bây giờ 4 đã được đưa về. Rồi, chỉ có mấy điều này thôi. Ui, chỉ đá vừa né qua hai sư tử luôn. Rồi, ok, 3 điều đã. Có đồ lùa về. Thiếu một đồ thôi. Anh em nào đứng dưới thì donate mạnh lên. À nhầm. Nhảy mạnh lên. Nãy giờ chưa thấy anh em nào donate. Chỉ dám đang cống hiến cho chúng ta và cả truy bệnh nữa. Trận đánh phải nói là thực sự hay và hấp dẫn trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Bây giờ sẽ là vị trí để thiết kế chiếc PS đầu tiên. Phong cách. Đây là S đầu. Đóng ra bên ngoài. Vui nhưng vẫn giữ khiêm tốn chút em. Rất tiên anh em khiêm tốn mà. Chẳng qua là bài nó đẹp quá. Bài này thì cứ chả như thế cửa thua đâu cả. Nên là người ta gọi là phong cách. Con yêu tiếp theo đưa về con yêu thứ tư thôi. Ê trời ơi. Gặp ngay sư tử cày ghê. Bài thiếu đúng một đồ nữa mà chưa tìm thấy đâu anh em ạ. Ôi BG ăn quả phụ đã. Vâng, và đến với trận đấu này, trận thi đấu thứ hai trong kèo ACA, chúng tôi xin giới thiệu bạn về nhà tài trợ kim cương giải đấu. Đó chính là nhà tài trợ hệ thống quán nhậu Tự Do với 17 cơ sở khắp quận nội thành Hà Nội. Anh em nào đang tìm những địa điểm để có những bữa tiệc với người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với hệ thống quán nhậu Tự Do với rất nhiều những món ăn ngon, những không gian mặc bình chắc chắn sẽ làm anh em hài lòng. Đặc biệt, hệ thống quán nhậu Tự Do đang có chương trình ưu đãi giảm giá 10% trên tổng bill khi anh em đặt bàn trước và thanh toán kèm mã chip sẻ nắng. Các bạn có thể đặt bàn theo đường link mà mình đã ghi vào phần bình luận để có thể nhận được ưu đãi giảm giá 10% trên tổng bill. Hy vọng là anh em ủng hộ cho nhà tài trợ kim cương giải đấu. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đây người ta gọi là phong cách anh em ạ. Câu hai voi. Anh em thấy được chưa? Vâng. Anh em nào ở dưới thì nhảy mạnh lên. Anh em nào sợ thì đi về. Thua trận này tặng anh em phải 300k. Không thể thua được trận này nữa rồi. Không có lý do gì để thua trận này cả anh em ạ. Bài đôi voi bầy hiêu mỏ quả. Thế thôi. AC. Quả đầu 7, quả phụ 6. Yêu đầu 4, hai con voi. Dừng mắc binh. BB đóng cạnh cái giếng. BM đóng mặt đấy. Trong bo BE mặt này căng ngang nhà. Cung đờn ở trong. Bắn chiêu chiêu. Nhìn thì nó hơi rộng nhưng chỉ sợ là đội bạn sẽ dâng lờ vào trong nhà chúng ta thôi. Quan trọng là đội bạn có nhìn thấy nhà chúng ta ở đây nó dâng lờ chuẩn hay không nữa. Và 98 hình như đang không muốn bo rộng. Cũng chờ đợi. Đấy sẽ S2. Mặc bình. Phong cách. Ồ, BB đây thì chắc chắn hở. Nào. Không dám kê rộng đến từ 98 rồi. Không, như vậy là lại đang kê rộng.
Bo này thì đúng là hơi rộng thật, nhưng hãy tự tin lên em, bài mình khỏe. Rồi bạn do 17 sang bản đồ. Đây là BB. Ồ, sang bản đồ cần phải check nữa nhá. Last check. Đây, BA đóng trên con dốc này, cạnh con sư tử. Giải quyết nó đã, BM đóng đây rồi. Ok luôn, phong cách luôn anh em. Nào BM BA hơi rộng một tí, nhưng tôi thích những cái bài rộng như thế này. Rộng như này mới không có cửa thua. Kinh. Đâu đã nhìn thấy đâu. Thế á? Cái giếng này á? Thế thì có khi phải kiểm tra lại trong nhà xem. À không, không không có phải lại đâu anh em. Mùng hào này đừng xem rõ đấy. Điển thai thiên thiền. Phòng cách rồi thì đừng có kiểu đấy. Bình luận viên thì cổ vũ mạnh lên, sợ thì đi về. Phong cách. Đúng rồi, anh em nào sợ thì đi về. Anh em sợ quá thì đốn hết được. Kín rồi. Phong cách. Đã rồi. Đã kín nên chỉ 8 tách dân đảo vàng luôn. Ồ, oh, hở. Chết giờ. Ồ, oh, 6 giờ thật đấy. Ồ, oh, kín luôn. Ồ, oh, không. Lại bo. Nhưng nói chung chúng ta kín nhà là một cái lợi thế rồi, đã mệnh lên đời sớm hơn. Đã đảo vàng nhưng giò không thể lọt vào nhà răng. Chúng ta không mất dân. Tự tin đẩy tê đi bắn luôn. Lại với giáp 2. Không cần giáp vội bởi vì chúng ta chưa đi cùng. Lúc nào đi cùng thì giáp. Đẩy tê đi bắn làm một dân. Phong cách. Đến dốc. Hai dân chỉ trượt rồi em. Hai dân. Phong cách nữa rồi. Ba thôi cũng được. Em tập trung, em ra ruộng, em cơ cấu, em gỗ hai. Không có gì phải vội cả. Vì chúng ta khỏe mà. Chúng ta kín nha. Còn bài đồ bạn nhìn rất loang quang. Và như thế người ta gọi là phong cách. Đúng không ạ? Đấy, ba thôi. Ông cứ ba, ông sắp dân đấy, làm gì ông đi. Cuối cùng là tơn chém bảy em, chúng ta để ba dân đây luôn. Hy sinh ba dân này đứng đây chờ. Chắc chắn là có tơn chém bảy em rồi. Đó là tơn cuối. Đứng đây chờ luôn. Chưa thấy mệnh đến. Tập này phải có hai tơn chém nữa nhở, sao vẫn chưa đến nhỉ? 300 vàng. À, do chọc trên này để dọa. Không có một con chém đi cùng. Như vậy thông tin từ sẻ báo về là đội bạn đã đánh sắp dân. Thế thì đấy cũng gọi là phong cách luôn. Phong cách phát triển. À, chúng tôi cũng phong cách thăm dần luôn. Làm sao ra bắn giò trước cho nó đau đầu thì thoải mái. Và ba con chém một con giò hộ cái được chưa, ông cũng ở hết bên trong. Tí nữa ông chốt đi BC vào đây. Tham lại được số là 35. Phong cách. Đây rồi, ra mặt trước đi, bắn luôn hộ cái. Ba con chém còi này. À, con cu lời ở ngoài hay quá. Đang không biết lấy cái gì đi để bắn tỉa đội bạn. Thì chúng ta có một cung rờn ở bên ngoài. Người ta gọi là cung rờn tiềm trích, hay còn gọi là phong cách. Đẩy 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 đi bắn tỉa nó là anh em ạ. Tiềm trích cái. Đấy, lại có một con nữa kìa. Rồi. Định dình dình cái gì đây? Mệnh ta định dình mò cái gì ở đây? Chỉ nám đang ra dân ra dụng đều. Hay à? Kín mặt này mới cay chứ. Tham vai là số là 4x trên bài đấu này rồi. Tập trung lên cái gỗ hai trước để phát triển cho nó khỏe cái đã nào. À, nó có dân ăn hoa bên ngoài cũng ạ. Tách một con ra đây ngay. Cú mỏ quả này thì nó có thể tăng L3 chém 4 đầu máu rất sớm. Nên chúng ta phải bắn vào đó. Xem bình luận khó chịu nhỉ à. Khó chịu thì đi về. À nhầm. Sợ, ai sợ thì đi về. Không thể bảo anh em khó chịu đi về được. Anh em khó chịu thì em thay đổi. Anh em mới bảo. Ví dụ anh em thấy bảo phong cách khó chịu quá thì em thay đổi luôn, không nói nữa. Còn anh em nào thích thì anh em vẫn bảo là ừ em nói phong cách hay đấy, anh thích được. Giáp 2 chưa lên anh em đòi giáp 4, đào đủ 50 vàng bỏ ra đất vàng rồi giáp 2 đã. Ờ, cho một con gọi là câu chém rồi bạn đi chỗ khác, xong một con đứng bắn dân không, con đi máu câu câu đi, ăn đi câu nào. 12 giờ mày ok sửa đây để bạn đủ con rồi anh em ạ. Anh thích à? Ok anh, như thế người ta gọi là phong cách anh ạ. Đây. Tiềm trích luôn. BA tiếp theo, giờ thì tăng liên tục. Tăng cái đấy nào không tăng được nữa rồi. Đấy, nam dân lại té. Thế thôi. Tham lai đơn số là 63 dành cho bài đấu này. Rất nhiều nhà BA dành cho game thủ Vitamin U98. Cứ tăng thôi. Nâng cái giáp 4 lên nào.
chuẩn bị rồi, sắp đến giờ mở cửa, chuẩn bị hội nhập với thế giới anh em ạ. Sắp được mở cửa rồi, nhưng mà bấy nhiêu là hơi ít. Tôi thật bạn, bấy nhiêu đi ra ngoài bảy chém phát một. 42 dân, chỉ kém chúng ta 2 dân và tham lai nó còn bị đè một tí, tức là chém đội bạn bằng cung. Và bằng cung thì tất nhiên là nó sẽ chém cho mấy con cung đờ này gọi là ỉa ra quần luôn, nên là chưa thể ra được, chưa đến giờ hội nhập được anh em ạ. Hội nhập với thế giới khi nào chúng ta 10 A sắp đều đã. Và nếu được thì tách con cung đấy báo đi tìm vài đến khắp bản đồ đi. Trong nhà ta 2 mỏ vàng rồi, một mỏ vàng ở 9 giờ kia rồi, cạnh khu vực kia rồi. Đấy, vào đây câu câu tí, phải tìm cái thế nào thật đẹp, ví dụ như dựa vào cánh rừng ở mặt sát mép bản đồ này đẩy xuống 6 giờ chẳng hạn, cũng là một lựa chọn. Hoặc là cái khe vực này chúng ta cũng có thể đứng quân ở đó, rồi bạn lao vào ra vẩy. Và xin thông báo anh em là ngày mai anh em nhớ tham gia trận chung kết vào lúc 19 giờ hoặc là đặt bài vào lúc 16 giờ 30 tại quán nhậu tự do cơ sở 68 Lăng Thượng. Và đây là BL đội bạn, hãy nhớ là đi cùng ra thì đội bạn vẫn có một cửa ngõ vào nhà chúng ta, nên nếu được thì cái bịt cái mặt giữa bản đồ lại trước cũng được cho nó chắc. Đấy, đã chốt chỗ cái giếng kia vào bằng 4 cái móc BE thôi là kín chẳng hạn, là chúng ta có thể tự tin đi ra hết mặt này, dồn hết ra mặt này luôn, chỉ đứng ở đây thôi và không sợ đối phương sổ vào trong nhà. Đấy, chuẩn chưa, nó phải tinh tế và nó phải phong cách. À quên mất, lại nói anh em bảo là không được nói phong cách nữa. Tôi khẳng định các bạn luôn là mình sẽ tìm đường lùa vào cái khu vực con giếng giữa bản đồ kia. Đấy, chém rồi, bạn đang dình bỏ đây thấy chưa. Đấy, giữa bản đồ kiểu gì cũng có một tên chém lao vào đây, nên là chúng ta sẽ bo lại đá đốt BL đội bạn, không việc gì phải vội vàng cả. Đối phương chỉ 4 dân như chúng ta thôi, tầm này 50 dân là căng. Chém đội bạn lao vào, chúng ta lại lùi. Đấy, tên giữa bản đồ tôi biết ngay sẽ là hai tên ập vào mà chưa kịp bo mặt giữa bản đồ vào thì nó đã bắt đầu tràn vào rồi. Nhưng với tân cung R giáp 4 này thì hộ cái và nó đứng trên dốc bằng cách được đẩy ra rồi, lại đưa hai dân ra bo mặt kia không. Vâng, mặt mẹ giờ này 3 lớp BE cơ nghe vòng dẫn đây. Tham lai là 104 đến từ nguyên thủ vitamin U98. Vâng, thậm chí nó đọc chi mệnh như một cuốn sách rồi và chỉ đáng chỉ cần vận hành nó thôi. Phải tôi rồi đốt sách luôn được chưa? Ok anh em muốn theo dõi mặt máy truy mệnh thì các bạn thể theo dõi trên fanpage AOE giải đấu. Lượng chém truy mệnh là rất nhiều, BL cũng rất nhiều đấy, là đốt 2 cái BL rồi, vẫn còn 2 cái BL nữa, thoải mái đây, đốt lờ tiếp. Hãy cẩn thận tân 12 giờ của đội bạn. Bung đờ vẫn đang sắp đều lên 98, đã bung ra để ăn cả rừng dừa nữa rồi và bắt đầu đẩy đến nhà đối phương. Đây là những mỏ vàng. Vâng, có một số anh em đang đưa ra cái nhận định là truy mệnh lên 4, nhưng tôi nghĩ rằng mệnh sẽ chưa thể lên 4 được, chém nhiều thế này. Nhưng mà chỉ mệnh lại chạy nhà, lại đóng BL ở mặt kia. À đây là BL từ đầu, sau đây các bạn cung R vẫn đã sắp rất đều lên 98 mà mệnh chạy nhà rồi. Hay là lên không, tôi nghĩ là chưa lên 4 đâu. Rồi đây rồi, vẩy nhiều lên em, gỗ 9900 1000 gỗ không, chém nó lao vào, lùi lại. Rồi có hết một con đường này, hộ cái được chưa, mời em đây nữa đi. 2-0 kéo ACA cho nó mát, đỡ hộ tôi thế này gái, thế cho nó nhanh, tạm giác luôn, mệnh bay nhà hết lực rồi, định làm trò gì. Ê à, ơn về trong nhà bị chém chết hết rồi đấy, rừng trong nhà đã thủng, rừng dừa chuẩn bị thủng, hãy chú ý những cánh rừng của mình em ạ. Bung R chỉ đang rất đông mà nó cứ đẩy đều như thế này thì không có lý do gì thua, nhưng mệnh đã lên 4 xong. Ây, bắn lực cho bạn đi, như thế này là tôi nghĩ là mệnh cũng không có cái vẹo gì đâu anh em ạ. Tầm này kẻ hóa chém vàng cũng không sợ đâu, chứ tôi nghĩ là cũng chả có lực đâu mà sóc hót đâu. Chả nhẽ bây giờ tôi lại xin phép là sửa trước tỷ số. Rồi, đi quản thôi. Đã nhìn thấy một vài mỏ quả giữa bản đồ, hãy thả vào những mỏ vàng đội bạn nữa. Tạm lại đơn số là 135 dành cho bài đấu này. Thì riêng đấy là nó từ màu 7 đổi sang những màu 3 đúng không hả? Tao nói phép cay thật đấy. Đi nữa. Tham lai đơn số là 138. Và đây là những mỏ vàng. Đây, cung R là rất đông đây rồi. Và bây giờ chỉ đơn giản là chúng ta đi thả mỗi mỏ vàng một tí thôi. Đấy, để xem đội bạn tụ ở đâu, bắn mỏ vàng ở đâu, kéo đông quân ra đấy. Đây, đốt nhà chính. Đây, vàng như bản đồ hết rồi. Mệnh đang rất lì trong trận đấu này. Và gần 10.000 anh em đang xem. Anh em dự đoán xem ngày mai ai sẽ có mặt tại 68 Láng Thượng để đối đầu với chim sẻ nắng. Và không biết là ngày mai sẽ có bao nhiêu anh em ra 68 Láng Thượng để uống bia với em đây. Em đang cần tìm đối thủ.
Chứ bây giờ em không có đối thủ, ngại quá. Cháy một cái ruộng không thành vấn đề, đen luôn mấy cái đi cho nó vui. Đâu nhở? Ơ? Vâng, tôi đang không biết truy mệnh ở đâu, còn chấm đen 12 giờ. Em cần phải tách cung đờ đi, chạy khắp mọi nơi nào. Chứ như thế này là truy mệnh hoàn toàn có thể tích hot ở đâu đó và chờ. Nhưng mà chúng ta cũng lên 4 này. Rồi, kinh 4 thành công rồi. Mệnh đi làm gì đây? Ăn vàng hay nào? À đây. Ok. Sao lại nhiều dân ăn thế này? Thế thì thôi chứ. Vâng, bo nhà cứng luôn. Vậy, tinh tế luôn. Quá nét luôn. Chi tiết luôn. À, tầng cuối các cụ ơi. Chạy tầng cuối em ơi. Không chạy đến từ 98 luôn. Bấy nhiêu con hot cũng lao vào. Ôi, anh à, đông quá nhá. Một pha đứng dốc đến từ vitamin truy mệnh. Chỗ này hot của mệnh là không đủ. Tôi khẳng định các bạn nó chả thấm vào đầu cả. Quá ít. Đây. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Các cú ơi. Phong cách. Sao ly thế? Vâng, quyết chưa? Và tỷ số là 2-0 cho Zidane Kawashiya. Nó phải vầy anh em ạ. Nó phải vầy. Bài này ngay từ đầu nhìn cái thế là tôi đã bảo bài này không cửa thua rồi. Không thể thua được cái thế nhà như thế này được. Và đây cũng chờ đợi đến với trận đấu thứ 3 ngay sau đây rồi. Đẳng cấp rồi anh. Ok anh. Vừa phong cách vừa đẳng cấp luôn. Tinh tế. Anh em nào sợ thì đi về. Quán nhậu tự do. Ta tự do trong thế giới của ta. Quán nhậu tự do là hệ thống quán nhậu với 16 cơ sở vô cùng nổi tiếng trong giới sành ăn Hà Thành, với đa dạng không gian từ sân vườn, sân thượng cho đến trong nhà và phòng VIP riêng tư. Thực đơn thì hơn 300 món từ các đầu bếp lành nghề, đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. Quán nhậu tự do tự tin đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng như gặp mặt bạn bè, liên hoan, sinh nhật hay xem bóng đá tới quê. Cùng với tinh thần tự do không giới hạn, quán nhậu tự do mang đến sứ mệnh giúp khách hàng có những giây phút thư giãn và thoải mái giữa cuộc sống bộn bề. Yamato đến từ 98 xin phép là cầm kiếm. Vâng, bảo kiếm trao tay. Chém cho nó phong cách. Cảm ơn anh Trọng với năm số 2. Anh em nào mà đốt lên 500.000 mà kèm chữ phong cách nữa thì xin phép mai mở một két. Đây là một quả đầu. 1, 2, 3, 5, 6, 7 cây. Chứ còn sao nữa. Quả đầu 7 cây dành cho thủ 98 luôn. Tí nữa thì có cái nịt. Lý do? Không có lý do gì có cái nịt cả. Tí nữa thì còn cục tiền anh ạ. Thắng trận này khoản tiền nhận được nó thay đổi nhiều. Lại còn được thi đấu offline tại trận chung kết. Thì offline tại chung kết có rất nhiều cơ hội để nhận thưởng nữa. Như hôm trước các bạn nào mà xem trận chung kết trận offline của Truy Bệnh và Chim Sẻ, đánh tại quán nhậu tự do thắng một trận rồi. Cầm ngay chục củ. Làm chửi mình nhỉ. Làm vòng đi dò đến bài đấu này. Đấy. Xin phép luôn, bài này dâng 2L chém 4, phút thứ 16 tăng L3. Quýt. Chém nó dãy nảy luôn. Đó là bóng đi dò. Bài hiệu nhưng mà thôi bây giờ xin lùi voi. Vâng, hiệu nhưng mà 12 giờ này khó lùa về quá. Sẻ giờ không được bình luận anh em ạ, vì quá bom. Tôi đảm bảo bạn giờ sẻ bình luận sẽ thua trận này. Nhưng tôi bình luận thì sẽ thắng. Đấy. Đấy các bạn thấy chưa? Bài hai quả phụ giờ tìm mỗi cánh rừng nữa thôi. Và có hai voi đưa về thôi. Thì có ngay bài phong cách luôn. Chém phong cách. Ad đầu nhân đôi ăn kiểu hiệu ở gỗ. Gió chỗ đóng ad nhân đôi không em? Hay là đóng ad ăn cả gỗ ở vàng? Đấy rồi, đấy. Tôi đã bảo anh em rồi. Phong cách bình luận của tôi. Phải có voi. Voi về luôn. Kèo thứ 3 thì cũng không phải là vấn đề. Mệnh đã quá mất sức ở trong hai kèo này rồi. Nhưng 98 là hệ trẻ em. Em phải hiểu là 98 nó ít tuổi. Nó trẻ, nó khỏe. Mỗi cái chơi hơi nhiều thôi. Chứ còn về cơ bản sức khỏe tốt. Hay được. Đây con voi đưa về rồi. Có tí quà quê anh em nhá. Rồi thịt nó đi. Voi hay quả phụ. Anh em nào mà thấy chữ phong cách của em nó ok, phong cách bình luận của em ok thì anh em có thể comment chữ phong cách trong chat được không ạ? Anh em nào sợ thì đi về. Đây là bỏ quả phụ lên bài đấu này. Và lùa bên điều về, làm tí quà quê nữa vậy.
Ngày hôm nay thì có tới hai anh em Hải Phòng lên đây để cầu vũ chi 8 rồi. Cả em hưởng luôn. Thấy bảo là có mùi offline bế mạc giải đấu tại quán rượu tự do, cái nó lên trước hẳn một tuần cho nó cẩn thận. Ở tại Hà Nội luôn. Đấy, lên trước hẳn một tuần. Úi giời, sao nhiều anh em thích phong cách thế nhở. Được đấy, ok anh em nhá. Vâng, chấm kẹ đây. Từ, không vội. Ôi giời ơi, đã bảo là từ từ rồi. Bảo sao, sớm muộn thôi. Rồi, luôn nó còn hiệu này về. Vâng, và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trong trận đấu này, trận đấu thứ 3 trong kèo ACEA, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà tài trợ Kim Cường giải đấu. Đó chính là nhà tài trợ hệ thống quán rượu tự do với 17 cơ sở khắp quận nội thành Hà Nội. Anh em nào tìm những địa điểm để có những bữa tiệc với người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với hệ thống quán rượu tự do với rất nhiều những món ăn ngon, những không gian bắc binh chắc chắn sẽ làm anh em hài lòng. Đặc biệt hệ thống quán rượu tự do đang có chương trình ưu đãi giảm giá 10% trên tổng bill khi anh em đặt bàn trước và thanh toán kèm mã chim sẻ nhắn. Các bạn có thể đặt bàn theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận hoặc truy cập vào website quanruotudo.com. Rất mong được anh em ủng hộ cho nhà tài trợ Kim Cường giải đấu. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bài này đồ lùa về muộn, thành ra là 98 không lên sớm. Bài truy mệnh đánh 25 dân 17%, tức là bài đấy sẽ là bài đấu kiểu khung luôn, ép tròn đồ. Bài đấy sẽ là bài khung. Hả? Và bạn sẽ đánh gom quân à? Dự đoán 98 lại dị ấy nhở. 25 dân tức là bài đấy bạn tròn đồ thì nó cũng không phải là quá khỏe. 98 quyết định không đi dâng nữa. BB đánh BL thủ tại nhà, bắt quân đội bạn và một giò một chém đi quản. Đó cũng là một lựa chọn khi mà lực của 98 rất khỏe với hai quả phụ. Đúng không anh em? Nhầm gì? Nhầm cái gì? Chả nhầm cái gì đây cả. Đây sẽ là nhầm đấy. BL, BM. Ơ vâng, không, nhưng mà là đội bạn lại xin lại 27 dân anh em ạ, chứ không phải 25 dân cộng 2. Em hơi lỗi tí, nhưng mà cộng tận 2 dân, tức là bài, sao lại bài khỏe thế nhở. Tôi tưởng đánh 25 dân bài xấu nhưng không, cộng 2 dân luôn đấy thì truy mệnh, ai hồ ơi. Hết giờ rồi, khỏe thế. Đúng rồi, lực đội bạn khỏe mới cộng được 2 dân đấy. Thôi đẩy giò đi. Đội bạn ở đâu đây? Hải bị lợi chuyên nghiệp hay thế, anh em còn chê thì quả là phong cách. Ok anh, chưa thấy nhà đội bạn đâu cả. Nguyên thủ vừa đánh vừa cười à? Như vậy là đang có những lý do đây rồi. Ồ, Tám đang tìm nhà chính đối phương nhưng không có. Em ơi, có mỏ vàng ở mặt 9 giờ kia. Mỏ quán này không ăn thì nhà nó trên kia rồi. Quay đầu. Đúng rồi, chúng ta phải sử dụng đầu anh em ạ. Khi bình luận chúng ta phải dùng đầu. À cũng nhầm, xin lỗi các bạn là khi đánh chế nữa. Vừa nâng chém 4 đến từ 98 và xuống ăn mỏ quán này. Pha giò hơi lỗi đến từ Vitamin 98 và nhà bạn trong này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó phải chuẩn chỉ, nó phải... Ơ! Ơ! Nó chạy ra, chạy ra! Nó ra bò chắc luôn. Nó đang không biết hở chỗ nào. Ừ! Nó biết rồi. Trong sân nó đi. Vẫn hở kia. Tập trung! Trong sân! Vẫn hở, cứ từ từ. Thôi lần này thì hết hở rồi. Kín rồi, kín rồi, kín rồi. Chạy cái gì nữa? Ông Hưởng vẫn còn bảo là chạy vào xem nào ạ. Ngáo thật đấy. Rồi, lòi con giáp vào cũng là một cái gì đó khá là nhạy cảm. Vẫn đơ kín rồi. Xem đi e đi thôi. Hôm nay là 31 trên 32, đến 98 bắt đầu ra mớ ruộng nhà. Tuần dốc này mệnh bó hơi lỗi anh em ạ. Đây rồi, cũng được rồi bạn. Mệnh đánh mấy A đây? Tôi nhìn hình như là cũng chưa nhiều đâu. Phút 16 thôi, tăng L3 thôi. Đang chưa đủ gỗ. Rồi, đồ bạn quên tơ tâm bên ngoài là ngon luôn. Vẩy e trong, hay quá, tập trung tơ này. Hơi hơi gỗ, hơi gỗ. Rồi. Rồi, hay quá em ơi, tập trung tên này, nó vẩy tiếp đây. Ok luôn, các cụ ơi. Chém cho thì gọi là dễ đánh đạch luôn. Vâng, tham lại là số là 30, và đấu này nó bo lại đấy. Vào đây, từ, tập trung. Không được để cho bạn bo lại, nở hai chém ra là đỡ ở nhà thôi. Đây rồi, thằng nào, chém một tên trước. Dân đội bạn đang chạy rông kèn đây rồi. Và chém vẩy e, phải nói là cực kỳ gắt đến từ cái thủ Vitamin U98.
Và bây giờ thì hãy chú ý đưa chém lại nhà của đội bạn đi. Đây là những con cung lở của đối phương. 98 đang 2L đều. Vâng, đội bạn bo lại nhà rồi. Vâng, đội bạn lên đây ăn ăn quả anh em ạ. Ở đây. Rồi, nhưng mà bạn này mệnh yếu lắm rồi, tôi thề các bạn luôn. Mệnh yếu lắm rồi. Tầm này là loang hoang rồi. Chân tay kiểu buộc hết vào nhau rồi anh em ạ. 98 đã có công nghệ đó là bánh xe. Và đang chém những con nông dân của, xin lỗi, chém những con cung lở đội bạn. Hai bài 98 chỉ là 25 thôi. Đây. Vẫn chưa được. Tháp lại đầu số là 25 đấy, đối thủ trên bên 98 chưa giòn anh em ạ. Cần phải chắt chiu một tơ nữa. Và mệnh đang bò nhà chắc hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn Hải với 5 số 9. Vâng, bây giờ mệnh đã khung lại nhà anh em ạ. Thế mới đau đầu chứ này. Đây chi loàng hoàng nó vẫn quay trở về, nó khung lại nhà được. Chém đi hai đầu chạy dân gỗ nào. Vàng đang hơi thừa thãi lên 98 nên là tập trung đi ăn gỗ đã. Tầm này mệnh sẽ không nhả để cho 98 vào nhà nữa, bây giờ không lỏng tay để 98 lọt nhà nữa đâu. Tập trung về Ether này, vẩy tiếp. Vâng, bạn đang cho dân sửa. Chém 4 rồi, không sửa được. Một con nữa quay lại chém là nổ rồi. Lọt mặt dưới rồi, chạy thẳng vào chém cung. Rồi, tập trung tên này. Hai con chém nữa đẩy lên. Phong cách. Chém. Rồi, nó tháo rồi, giữ dân nào. Tham lại được số là 28 trên bài đấu này. Và game thủ chứ mệnh sẽ lại một lần nữa thủng nhà. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đen A và không bao giờ có chuyện cho các bạn quay trở lại cái nhà này nữa anh em ạ. Không bao giờ cho các bạn quay trở lại cái nhà này nữa. Đó là điều quan trọng nhất. Đội bạn đã bắt đầu kéo quân đi quản rồi, chạy thôi. Bây giờ chém chúng ta chưa đủ. 3, 4 con chém, 6 con chém, được. Vụt, và như nào? Không nghe, vụt vào đầu luôn. Tuổi gì? Chém là rất đông đến từ 98. Và bây giờ em đang có được 4 cái ruộng. Mệnh không ra được quân nữa rồi. Tôi không thấy mệnh nổ quân nữa anh em ạ. Làm giò. Đủ thịt làm con giò đấy. Và 98 không nở giò. À đây, xin giò rồi, có giò luôn đến từ 98 rồi. Hay quá. Giờ đi quản là xong rồi. Căng đét thì mệnh sẽ tìm một cái hốc nữa để giúp vào. Bây giờ thì là 1A sắp đều đến từ truy mệnh. Đốt hết ruộng rồi bạn. Và quan trọng là mệnh có cái hốc nào hay không. Phải tìm. Đây rồi, đây cung lở đối phương. À, đây rồi. Như vậy là đối thủ vẫn đang cố gắng để ăn gỗ trong hốc của mình. Và tách cung lở đi móc mày. Đây rồi. Lại tìm thấy rồi, chém thôi. Nhớ, mình nghĩ là vẫn nên thả một vài con chém ở trong hốc của đối phương. Đây, mệnh tên này mất rồi. Để bung nhà thì thực sự là bay nhà như này. Đội bạn lại kéo quân về. Đội bạn lại kéo quân về anh em ạ. Kéo quân về để có thể thủ cái hốc này. Nhưng mà thủ hốc này thì tốn lực lắm, mệnh cũng mất rất nhiều dân rồi. Rồi một tân chém nữa lên là phay cho nát háo thôi. Mệnh sẽ lại bo lại cho bạn xem. Nhưng tôi nói thật bạn, cái nhà này bo thì đến bao giờ. Khi mà nó đã thủng như thế này rồi. Đội bạn đang cố gắng giật về 9 giờ. Giật hốc 9 giờ. Đội bạn giật hốc 9 giờ rồi. Tầm này muộn rồi, tầm này dần hấp 9 giờ thì chúng ta vẫn có thể sắp dần phát triển, sắp chém đều luôn. Đây, đốt A, vẫn quá nhiều dần rồi. Tiếp tục chém nhà BA đối phương, nổ rồi. Chém cung R. Tạm lại đợt số là 40 đến từ vitamin 98 lên. Rồi đấy, các bạn thấy chưa? Tầm này là thủng trên, thủng dưới ngay. Thủng trên, thủng dưới, không làm gì được luôn. Có khoảng chục cung R đến chuyên mệnh thôi, và chém chúng ta là quá đông. 7E. Không, đội bạn đen chạy rồi. Tách một con 9 giờ, đúng rồi. Tham lai là 38, nhưng mà đúng này và đang chém tân quân của truy mệnh. Lần thứ 3 bay nhà. Đối tượng đại diện team vitamin, game thủ truy mệnh. Cung R của truy mệnh không quá nhiều. Còn chém 98 thì là rất đông. Sau 98 nên chọn màu khác để tránh trồng với màu 1 và màu 8 giống nhau. Đây rồi. Cung R truy mệnh lên bao nhiêu, chết bấy nhiêu, đội bạn vẫn chưa chịu quit. Vẫn đang rất cố gắng đến từ vitamin truy mệnh. Nhưng còn gì nữa đâu để níu kéo, đúng không anh em? Còn gì nữa để níu kéo? 600 vàng rồi, bỏ bớt ra ăn vàng đi không? Đội bạn lại bay nhà, vẫn còn cố tham với ruộng. Tham lại là 45 thì bài đấu này. Ôi, đây rồi. Một tân quân to ở đối phương. 98 đang quay. Mình nghĩ là nên tách một giò một chém đi tìm xem đội bạn có cơ sở ở mới ở đâu thôi. Chứ tận này thì nhiều quá. Bắt quân đội bạn.
Làm lại 4 nick bài đấu này. Đây rồi. Rồi, được rồi. Như vậy là tỷ số sẽ là 3-0 nhiều game thủ viên Minu 98 trong kèo AGE à. Mạnh vẫn cố gắng. Bài móc pin đến suy mệnh nhưng đánh thua trận này. Vâng, như vậy vẫn đang cố anh em ạ. Rồi. Rồi, như vậy là gõ 1 đến từ Chuyên Bệnh và chiến thắng dành cho Vitamino 98 3-0 trong kèo AGE à. Nó nét luôn anh em. Chúng ta cũng chờ đợi với trận đấu tiếp theo sau đây rồi. Bãi quả để cố đi ăn nên là không có gỗ để đóng nhà điều kiện thì mới phải cộng 2 dân còn gì nữa. Đúng chưa? Bài dừng nhiều đẹp này. Hay em. Quán nhậu tự do, ta tự do trong thế giới của ta. Quán nhậu tự do là hệ thống quán nhậu với 16 cơ sở vô cùng nổi tiếng trong giới sành ăn Hà Thành. Với đa dạng không gian từ sân vườn, sân thượng cho đến trong nhà và phòng VIP riêng tư. Thực đơn thì hơn 300 món từ các đầu bếp lành nghề, đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. Quán nhậu tự do tự tin đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng như gặp mặt bạn bè, liên hoan, sinh nhật hay xem bóng đá tới khuya. Cùng với tinh thần tự do không giới hạn, quán nhậu tự do mang đến sự vậy giúp khách hàng có những giây phút thư giãn và thoải mái giữa cuộc sống bộn bề. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ đến với trận chung kết sớm dành cho Vitamin Stream ơi. Kịch bản liệu có hay đến mức là chúng ta sẽ đánh kèo chung kết là kèo cung lờ sen hay không? Nhưng mà thực sự là tôi đang bắt đầu bị hiện tượng đó chính là rát họng rồi. Mai sợ không bị luận được chung kết nữa. Sẽ bình luận đi. Bình luận cái. Quá căng rồi. Thật sự là xem trận này căng quá anh em ạ. Nhưng mà 98 đang có vẻ tỏ ra khỏe hơn, khác biệt hơn, rát hơn trong kèo EIC. Và mình đang dần nghĩ đến một viễn cảnh đó là EIC rất là khác biệt, sau đấy là đến thể loại sen, thể loại mà Truy Mệnh cũng rất khỏe, sở trường QR, 98 cũng rất trâu, 98 cũng có phong cách đánh QR riêng, rất là đặc sắc. 4A trong solo thì nó vẫn là một cái gì đấy khỏe, không như đánh team, team mới gần 5A, 98 có phong cách đánh 4A. Không nên vào kèo sen thì căng quá anh em ạ. Cũng là hai game thủ đánh trận bán kết của giải League 1 khác, đưa nhau vào đến C cuối cùng. Một cái C mà sự may rủi nó sẽ giảm đi một cách tối đa, trình độ sẽ quyết định nhiều nhất cho chiến thắng. Nghe ông này bình luận không trôi được. Chín tám thì nãy giờ đã cầm hai trận IA đúng không nhỉ? Hai trận IA và một trận AC thì coi như là 98 đã cầm cả hai bên và đều giành chiến thắng. Cùng xem là Truy Mệnh có thể gỡ lại được một trận để lấy lại tâm lý và bật được trong C này hay không. Nếu không thì chúng ta sẽ đến với thủ lại sen, và tôi nghĩ thì lại sen sẽ là thủ lại căng nét trong ngày hôm nay, cân trần chặt. Cảm giác đúng là kiểu 50-50 đấy. Mỗi bên sẽ có 50% cơ hội thắng. Phong cách thì đang nghỉ tí anh em ạ. Em chia sẻ không phong cách mấy thì sẽ vào để có thể giao lưu với anh em tí. Nghe cái giọng thì hơi chối, nhưng mà nghe kỹ thì anh sẽ thấy là còn khó chịu hơn nhiều. Bây giờ đầu khá xa nhưng mà 98 đang vào tay. Em lùa về tương đối mượt. Nhưng trận này đồ ăn có vẻ xa nhá. Đồ ăn xa vãi trưởng luôn. Tít mù. 6 hiêu đầu. Biết đâu một bài xấu giúp Truy Mệnh có chiến thắng. Sau đấy là lấy lại tâm lý và bắt được. Thể loại này chưa ngã ngũ. Chưa nói đến thể loại sau bộ. Đợi hết trận này đã. Trận này tôi nhìn cái nước dưa này dễ lắm. Dễ là 1-3 đấy anh em ạ. Nói thật đi em, sẽ muốn ai thắng để mai dễ vào địch hơn. Thực ra ai thắng em không tự tin, nên em nói thật. Chả có gì mà không tự tin cả. Tại vì bây giờ mình đánh, mình không bị tâm lý nữa rồi. Đánh bây giờ là phụ anh em là chính, chứ nói thật là không lo là mình phải giải bao nhiêu anh em ạ.
chung kết sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối mai. Sẽ đánh trực tiếp tại quán nhậu tự do, địa chỉ là 68 Láng Thượng. Nếu anh em nào ở gần đó hoặc mai có thể sắp xếp được thời gian thì có thể qua đó và xem trực tiếp thao tác tay của hai game thủ, cũng như là xem trao giải của giải đấu anh em nhá. À, trận này căng đấy, 8:30 rồi mà 98 vẫn chưa kích được đời. 26 dân, hai bãi quả đầu, hai bãi quả phụ đều rất xa. Đang câu một con voi xa về. Kích. Về là sẽ kích khoảng 11 hơn, 11-15. Và quay đầu này. Trận này thì mình nghĩ là 98 chắc chắn sẽ dâng L, dâng cao lên. Cố gắng câu một con voi để chuẩn. Sau đấy là dâng L lên nhà bạn nào. 26 dân 16%, bài đội bạn đẹp nhá. 16%, lại là một quân EIC nữa. Thường thì con EIC anh em ạ, dân di chuyển nhanh hơn, các game thủ sẽ có cái xu hướng gọi là dò rộng hơn các quân khác. Mười mấy phần trăm của EIC là cũng đang tươi đấy. Cùng đợi xem, 98 đã cho dân đi dâng chưa nhỉ? Hình như là chưa cho à? Vậy là quyết định sẽ đóng L cao thôi anh em ạ, L ở đây thôi. L cao phung nhà, vậy là vừa có thể chém tương đối sớm, cũng vừa có thể kéo quân về thủ được khi mà nhà mình đang dần dần kín. Ủa, bên kia lên siêu sớm, siêu sớm nhá, mình thì kích 11 hơn. Họ có cộng một dân. Chúng ta nhìn timeline, chúng ta thấy là cái timeline nó gì nhỉ? Nó hơi xúc xuống một tí. Họ có cộng một dân, chứng tỏ là bài họ không yếu. Đấy. Đây là những cái mà chúng ta có thể tạm thời phân tích được. Chỉ số đi dò 17%, chưa thấy tăng nhiều, chứng tỏ chưa đẩy tê đi. Nãy mình nhìn không nhầm thì là 98 nâng đầu vàng hay sao nhỉ? Ấy ô, đẩy tê đi rồi. À, đẩy tê đi. Ôi sao nhỉ? Tê nhanh nhỉ? Tê từ góc này đẩy đi tăng có tí phần trăm mà rất là nhanh. Ủa, bài sao quả nguyên tem thế này. Ơ, một bài của mệnh, bài gom cung anh em ạ, không hề khung hẳn đâu, khung bài gỗ rồi. Vậy là đã lên đời 3, đã vào giai đoạn cạnh chiến sự căng thẳng hơn, thì mình sẽ nhường mic cho Hải Mario nhá anh em nhá. Ok. Phong cách đang ra ruộng đến từ 98. Nhưng mà đây là một bài căng, bởi vì lực truy vệ rất khỏe. Về cơ bản thì 98 chưa mất dân nào, nhưng đây sẽ là cái nguồn lực rất lớn của truy vệ. Và 98 đang cố gắng nâng công nghệ chém 4. Em đang chưa có bánh xe cho những đơn vị nông dân mình, và đang giải chém ở giữa bản đồ. Đến vài chiếc ruộng nữa đây là 98. 4 con chém đứng kê ở đây rồi. Bắt đầu lao lên nhà đội bạn. Mỏ gỗ nếu mình nhìn không nhầm là mặt 12 giờ xuống của đội bạn là có thể kiểu ken e. Đấy, chỗ cạnh BB kia. Không biết là ken được không, nhưng mà chắc là mệnh cũng sẽ nhìn ra thôi. Không, bò lại luôn rồi. Tỉnh quá. Mấy ruộng với mỏ quả. Thêm ruộng nữa đây là 98. Bắt đầu đi ruộng đội bạn, cung đờ mệnh ở đâu? À đây. Mệnh đứng quân ở nhà. Ồ, giờ này chắc mình nghĩ chưa chém được đâu. 98 mặc dù đã chém 4, em lao vào ăn 4 cung đờ nhưng mà phải bỏ mạng ngay một con chém. Và những con chém khác thì ít máu, thế là lỗ, lại còn mất cả ngựa giò. Giờ này tôi nghĩ là chưa chém được. Cung đờ bạn vẫn là rất đông. Nói chung là phải chờ để bạn kiểu đi công ấy anh em. Tề giáp rồi. 2L bắt đều thăm 34. Thôi chị ạ, đúng là chỉ có thể tại em rồi. Với cả các bạn thấy không, đấy, tôi bình luận thì không thua, nhưng mà xẻ chớm vào bình luận cái là thua ngay. Anh em biết là ai là người có bom rồi đấy. Chưa thua. Chém. Sao lại tự nhiên lại đang không có cửa lại thấy có cửa nhở? Đang đuổi xin đi thân, mày lại đứng lại đã. Chưa đi vội. Hôm
lại 37 đến 98, tự nhiên lại thành có cửa anh em ạ. Nhưng mà mệnh đồng quân đấy, đội bạn biết là ta đang ăn voi rồi. Nếu như gom tất chém lại là vẫn chơi được. Nhưng 98 nó không muốn cho, chứ phải khung lại cái hốc này. Tham lai là 38. AC đã bay, hãy nhớ điều đó. Và 98 vẫn còn cái ruộng đấy. Tôi nghĩ là mệnh cũng sẽ có một cái ruộng ở đâu thôi, mà chúng ta chưa tìm ra. Hả? Vâng, đã xin được con giò để tìm nhà đội bạn. Gom gom vào chém trộm mấy phát, thỉnh thoảng lao vào cắn trộm cái em chạy anh em ạ. Đấy gỗ. Đấy vàng chứ. Rồi, ăn được một vài cung lửa ở đây. Ô, đây có một quả. Ây. Đau nha. Tôi vừa rồi bị vẻ mất tân dần hơi đau. Dây 98. Chưa thấy dần đối phương đến từ cái vụ viên minh 98. Em vẫn đang đuổi tân cung lửa này. Gặp cái gì ở 4 giờ kìa. Vâng, đó là cung R đội bạn. Đang đốt A đối phương đến từ cái thủ Vimiru 98. Thêm hai cái ruộng nữa cho nó bền. Đấy rồi, chém cung R thôi. Làm thế nào hay con đấy. Đội bạn đang bị bắt ba chém 4 chém lẻ này của chúng ta. Chúng ta ăn được thêm hai cung R nữa. Tóm, chém kia em ơi. Đông nha, đông nha. Nhưng mà chơi được, chém mình khỏe, chém 4 rồi. Và toàn chém đầy máu nữa. Đốt đốt A bên phía đối phương. Đây rồi, các cụ ơi. Đã tìm thấy khoanh ruộng bên phía đối phương. Vâng, đã tóm được khoanh ruộng này và mệnh sẽ phải chạy. Còn một bãi gỗ của chị mệnh ở đâu? Đây, tóm tân cung này đã. Chém chỉ đám vẫn là rất nhiều. Về kê vàng, đuổi tân dân này thật gắt. Đội bạn khả năng có một mỏ gỗ trên 12 giờ. Bởi vì lúc nãy tân dân gỗ của đội bạn chạy lên 12 giờ. Đây, đuổi tân dân này. Ô đây. Vâng, lại đóng e ở đây đến chị mệnh ạ. Mỏ gỗ ở đây luôn. Đón đầu xu thế. Vâng, có BA và bo toàn nhà cứng. Đó là lựa chọn truy mệnh. Chắc chắn là không lọt rồi. Nhưng đang ăn dần được tiêu bên ngoài. Toàn nhà cứng luôn. Bãi ruộng bị bắn rồi. Cũng đau. Mệnh giáp và 98 cũng không hề kém. BC luôn đến truy mệnh. Nhưng tân dân bên ngoài mệnh đã bị chém. Chú ý. Bắt tân dân đó. Đang hơi thừa vàng đến 98 vì em đã nâng đào vàng rồi. Đây cũng đỡ đối phương. Đang rất căng nha. Rồi rồi rồi, chuẩn bị. Rồi, áp sát và chém luôn. Rồi, ăn được một tấn cung to của đối phương. Rồi, đội bạn đang ra lại được quân. Do vừa chạy dân ruộng nhưng mà vẫn có dân ăn gỗ. Nên vẫn tích cực và vẫn sóc được một vài con quân. Đang ra thêm dân đến từ phía mệnh cơ. Thả lại con chém vào đây. Đây là cung đờ đối phương giữ giò nào. Quan trọng là con giò này phải sống được. Tham lai 98 là số là 35. Và đây là cung đờ đội bạn. Tấn quân cũng khá to, tấn chém thả vào cái ruộng kia, đó đã bị mắc ở rừng. Mất con giò rồi. Vâng, chém luôn, vẩy e. Và vẩy e đến từ 98, gỗ rất nhiều, vẩy tiếp không. Hết gỗ luôn, vừa mới bảo. Rồi, chém được ra này. Nốt được cung đờ này. Nhưng con chém Yamato 98 nó đang áp sát và nó chém cực kỳ sát. Anh nghĩ là nên cho chém nổ luôn cái BA ở cái hốc kia đi. Vâng, chạy dân nào. Rồi, mất một dân nhưng lại bắt được tấn cung này vậy. Không có tay vậy. Các bạn đã có cung R ở trong hấp rồi. Nhưng các bạn nhìn thấy là mệnh đang chết rất nhiều cung R. Và tham lai 98 ở số đó chính là 33. Chỉ còn hai dân ăn vàng thôi. Nhưng không lao được vào cái góc này. Và tham lai 98 là 3x. Quả nào. Quanh ruộng kia thì có vẻ như vậy cũng không có dân ăn nửa đấy nữa rồi. Nhưng mà 98 đã cắm được một con chém vào đây để đốt ruộng rồi bạn. Đen hết ruộng rồi bạn. Tham lai 33, mệnh vẫn xa được 2A. Đây, khoanh ruộng này. Ở đây có ruộng. Ở đây có ruộng anh em ạ. 98 đang chờ, nhưng quyết định lao vào luôn. Mệnh sẽ lại mất một khoanh ruộng nữa. Đấy, chỉ 3-4 cái ruộng thôi nhưng 2A sắp đều. 3A sắp đều. Rồi, chém tiếp, mệnh chạy rồi. Bây giờ 98 xem có khung lại được nhà không. Tham lai được số đó chính là 34. Ui, khoanh ruộng rất to, chứ mệnh đã bị đánh bay. Dân đội bạn tháo. Rồi, đã nhìn thấy bóng nhà gì đó ở đây rồi. Ôi giời ơi, mệnh ơi. Tại sao lại vào đây để đóng cái hốc này? Mệnh đang muốn co hốc này anh em ạ. Mệnh đang muốn co hốc này. Nhưng lại đóng đúng vào hốc ruộng của 98. Không, đội bạn bo rồi. Kín rồi đấy. Hốc này đã kín rồi. Kín rồi, hốc này đã kín anh em ơi. Chết tôi. Vẫn càng, ok này nhanh. Nhanh được không?
8298 nữa, số đó chính là 36, nhưng vậy đã kín lại được cái hốc này anh em ạ. Căng. Vâng. Cứ từ từ. Đội bạn đập rồi. Tấn quan trọng này. Khó rồi. Vâng, lại lọt một tấn nữa vào nhà đội bạn. Lại chém này tiếp, lại lọt tiếp đấy. Đó là mất tay bắt con thèm kia. Lọt tiếp này chập chung. Lọt đấy. Tôi đã bảo lọt tiếp rồi. Rồi. Mệnh không để ý. Lọt rồi, chỉ vào. Vâng, như vậy là vẫn chưa lọt anh em ạ. Mình bắt được rất nhiều cung đường đội bạn. Chém nghe này tiếp. Tầm này 98 đang rất nhiều chém, không vào được. Đã bảo là không vào được rồi. Tạm lại là 35. Đốt A bên ngoài. Vẫn còn có chém này. Rồi, nói chung tầm này mệnh tèo rồi. Tiên lượng xấu rồi anh em ơi, vẫn sẽ là 4-0 rồi. Anh em ạ. Cảm giác mà nó khóa chặt á. Em xách dân lên chặt cái cánh rừng già sắp em bản đồ này. Đấy, chỗ chém đứng đấy. Nó không biết. Xách dân lên chặt dựng được. Đây, vẫn còn chém trong nhà đây. Cứ thế thôi. Đây. Nổ. Không nổ. Thôi. Cứ giả vờ chém đây để lọt mặt baby. Lọt rồi. Không kịp, không bao giờ kịp bò luôn. Khẳng định các bạn là không bao giờ kịp bò cái baby này. Nào, chạy đi đâu. Tôi nói thẳng các bạn luôn là chạy đi đâu. Và tỷ số sẽ là 4-0 dành cho Vietnam Minu 98. Hay quá anh em ơi. Chém nó dạn thì được gọi là phong cách. Rồi, chúng ta sẽ đến với kèo đấu cuối cùng. Đó là cung rờ xe anh em nhá. Nội dung cuối cùng trận nội dung cung rờ xe. Và trước khi đến với trận đấu tiếp theo thì xin mời anh em đến với nhà tài trợ Quán Nhậu Tự Do. Quán Nhậu Tự Do, ta tự do trong thế giới của ta. Quán Nhậu Tự Do là hệ thống quán nhậu với 16 cơ sở vô cùng nổi tiếng trong giới xanh ăn Hà Thành, với đa dạng không gian từ sân vườn, sân thượng cho đến trong nhà và phòng VIP riêng tư. Thực đơn thì hơn 300 món từ các đầu bếp lành nghề, đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. Quán Nhậu Tự Do tự tin đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng như gặp mặt bạn bè, liên hoan, sinh nhật.